Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của kênh mình. Ngày hôm nay thì mình đi cùng với bố vào trong rừng để tìm một loại rau gọi là tiếng Thái gọi là phác mạ như thế, nhưng mà tiếng Kinh thì mình không biết tên của nó. Thì rau này thì để ăn. Hôm nay ngày 1 tháng 5, người ta thì đi chơi nhiều nơi, nhưng mà mình thì do sáng trời mưa rồi, chiều thì bố rủ vào trong rừng để tìm loại rau này về ăn. Rau này ăn kiểu nó không chát mà cũng có vị ngọt, cũng khá là ngon. Không biết là bố đi đâu rồi, bố đi đằng trước rồi. Ngày nghỉ như này thì chắc là mọi người đi chơi lao ló thì khá là vui. Còn hội mình thì do là trời mưa nữa nên mình quyết định vào trong rừng và tìm rau này về ăn thôi. Đường khá là trơn. Đây bố bên này rồi đấy. Cái loại rau này thì thường nó hay ở chỗ những hủng lá hoặc là những ở trong rừng sau, rừng rộng mới có. Đây bố bên này. Ui. Mẹ ạ. Đây bố mình đây. Tiếng Thái gọi là phác mạ. Mình gọi là có ý tưởng muốn vào trong rừng để sinh tồn ấy, thì mình sẽ lừa bố đi cùng. Nếu mà đi sinh tồn trong rừng ấy thì mình sẽ lừa bố đi cùng để sinh tồn trong rừng, bởi vì bố vào trong rừng ấy thì biết kiếm ăn ở trong rừng. Bởi vì trước đây ấy thì bố thường hay đi vào trong rừng khá là nhiều. Đây các bạn, một hình kiến nhiều quá. Đây này, toàn kiến này, kiến nó lỏi đây, nó làm tổ ở đây luôn chứ. Mí sấy đó mà ba, có cả trứng nó luôn. Người Thái ở bọn ở trên mình thì về cây này thì về lá loại đá này thì ăn khá là thường xuyên. Về mùa này thì gọi là đi rừng mà gặp mà lá này thì không để sót một lá nào. Lá non nó nhá các bạn nhé. Đúng rồi. Ăn ghém với cá nướng các bạn ạ. Khá là ngon. Trời ạ, bố ấy vào trong rừng ấy thì trước đây nó ông bố vào nhiều rồi. Nhiều loại lá nào hoặc là cây nào ăn được thì bố đều biết hết. Thế mà có dịp mà mình đi sinh tồn ấy các bạn thì mình sẽ đưa bố đi cùng nhá. Đi sinh tồn trong rừng. Nhưng mà về luật hiện tại thì không được săn bắt thú rừng, những động vật quý hiếm. Thì mình sẽ đi theo kiểu đi mò cua bắt ốc này, hoặc là đi tìm rau, hoặc là mang rừng về ăn thôi. Đây. Đây các bạn, có thể ăn ngay được nhá. Ăn luôn. Ăn luôn được cả nhà. Đúng rồi, rau này không được ạ, mấy đùi. Đây. Không được ăn chín, luộc lên không ăn được. Chỉ được phép ăn sống như này thôi. Ui, ngọt. Ngọt quá. Sắp chín, sắp trái sứ. Đúng rồi.
ăn để chấm chấm chéo thôi, ngọt hết. Nhân cỏ đấy đấy. Bên này. Ô, cứ chuông bèn à. Ừ. Ôi, đỉnh cái tiếng. Ôi, thì mìm à. Ôi, ta chứ. À, ôi, thì... bao xì đậu. Ông ruồi. Hiền hàn cơn nè. Nó ca nó ruộng tiểu hùng nè. Không bảo đi. Ở đây nó vẫn lằn. Thơ, cái mìm à. À. Có ý chí nó. Nó thất thống ạ. Cho chú phải tăng ăn để lông về đây rồi. Đây, đây cả nhà ấy. Nhưng mà ít tổ mìm nệ, hang mìm nệ. Mìm đấy nè. Ừ, chắc là từ năm ngoái rồi. Tổ ong ruồi. Nhưng mà... Hùa pì đó, hùa pì nó yếu, hùa tai đó. Đấy chứ. Không có con nào rồi. Rồi, bố con mình lại tiếp tục đi tìm ở bên kia nữa. Mình kia còn một cây nữa. Vì cây này nó hiếm các bạn ạ. Hiếm lắm ấy. Cái cổ này nó lấu. Nhưng mà cây nào ngon thì bố đều vết hết. Có những cây thì nó chát. Chát quá. Ở trong khu quanh quanh đây thì có bao nhiêu cây thì bố hầu như bố đi vết hết. Hầu như bố ngày nào cũng đi. Đi trong rừng ấy. Ui dồi. Con ở trong rừng to còn nhiều hơn. Cái này rừng bé thôi. Bố con chúng tôi đã ra khỏi rừng tiến đến hình như có 2 đến 3 cây nữa ở bên này. Loại rau đấy. Ủa có con kiến nhiều quá. Mì ong ruồi về mùa này thì mật của nó thì nhạt rồi vì nó mưa nhiều quá. Đây đến nương người ta rồi. Úi dồi. Đây mình sẽ quay sơ qua bề cảnh số bản làng mình nhá. Đó. Ở trên này toàn nương thôi các bạn ơi. Gió thổi hơi ồn nhá. Đây. Toàn đồi chọc à. Đây, cuối cùng thì chúng tôi đã vào trong rừng bên này. Ở dưới kia thì là suối. Đã đến cây này nhưng mà không có lá non. Ở đây đi ạ, nhìn đi. Đây, một cây nhưng mà không có lá non. Tức là không ăn được. Đây, cái này là tả đi nhá. Đi khó lắm ấy. À, kìa có một lá non non. Bạn ạ, đấy, bố lăng đấy kìa. Bắt đi kìa. Ôi. Thế là cây này không có rồi. Được có một tí. Úi dồi. Vì thời tiết hiện tại di chuyển nó khó quá. Sơn. Con bẩm chưa quá. Thế là không có rồi. Trước kia mà ly rừng ý thì mình được đi cùng bố ý,
Nếu mà có máy quay như thời bây giờ thì thời trẻ trâu của mình, bố hay đi nhiều lắm, đi vẫy gà hoặc là đi vẫy sóc ấy, được nhiều lắm. Bước mi đâu ải quá, không khó rồi. Ở dưới kia thì là suối, hơi ồn. Kiểu vừa mới mưa xuống nên nước nhiều quá. Bước mi con ải à, bước mi con nào, mi sữa ăn con. À, thế là mình sẽ đi bên này, về nhà nhé các bạn nhé. Tiếp tục đi. Đây các bạn ơi, bố con chúng tôi tìm lược bằng này đấy. Bố đang cầm này. Đây ăn được nha các bạn nhé. Ăn đi con. Ăn được ngay. Đấy. Loại này ngon mà ngọt. Còn một loại nữa thì nó chát. Chát và có bị lắng đắng đấy, nhưng mà ăn vẫn ăn được. Nhiều lá đỏ ấy. Rồi ok, mình cũng xin dừng clip ở đây nhé các bạn nhé. Đây. Cắt nhả nữa. Đây. Mình sẽ cầm lấy, còn túi của bố thì bố sẽ cắt lấy một ít cỏ để cho dê ăn. Chỗ này rừng rậm quá. Ủa có con kia nó cắn mình rồi, lại ra khỏi rừng. Ôi trời sắp mưa rồi. Đây.